Gia Hâm vẫn miệt mài tập luyện, Gia Hâm vẫn miệt mài tập luyện. Rồi bây giờ là cuối ngày rồi, anh em chơi mệt mỏi rồi đúng không anh em? Mệt hết rồi đúng không? Rồi bây giờ là cái màn trao giải ha. Bây giờ là cái giải tiến bộ là có cái bạn CBR250RR nãy anh Gấu nói. Đâu lên đây, giải tiến bộ. Lại ai nữa? Đây, lại mấy hôm? Dạ không, giải tiến bộ.
mình đâu. Ngồi cháu ngồi đó luôn. Dạ hông lên. Chưa? Giờ ưu tiên cho nữ ha. Vô trao giải tiến bộ ba bạn. Rồi, thằng mình là giải tiến bộ nhất ha. Thì mình sẽ tặng cho nó cái này để nó dán vô xe cho đỡ chày. Hợp lý không? Bắt tay kìa. Rồi đây. Rồi. Nó giỡn thôi, cái này là chúc mấy anh em chia ra dán chơi. Team 2K. Cái nó giờ cho trong lắm. Đó anh cũng nhìn cho trong luôn. Rồi. Thích bao tay màu gì? Màu cam đi. Màu cam đúng không? Ok. Rồi, trao tặng cho bao tay màu cam. Quay gần ở đây coi. Rồi. Trời ơi. Rồi đó. Rồi. Giải tiếng vỗ tay. Rồi. Vừa bị hư xe, vừa bị tùm lum. Ủa cái chai xịt sên đâu? Rồi. Giờ giải tiến bộ cho Gia Hân, nó làm chai xịt sên này của Minh Baker tài trợ đó. Rồi còn bên đây giải sẽ tặng cho một cái này với lại một bình nước mát. Anh biết xe em là hư hết nước mát đúng không một bình nước mát về đổ vô, còn không biết thì lên showroom nhờ này tháo ra đổ vô. Rồi cái này thôi được rồi, con này đã ra cái khác rồi. Rồi vậy là ba giải tiến bộ nha. Rồi xuống cho người khác lên. Bây giờ cái giải hồi nãy có một anh giải chi âm đó là Go Minh Si gì đúng không? Giải kiểu chi âm đó. Rồi lên. Hay đây. À, sẽ tặng cho Go Minh Si. Chết bà rồi. Rồi. Xe Go Minh Si là màu gì ta? Màu đỏ. Màu đỏ. Đây. Mình sẽ tặng cho một cặp bao tay màu đỏ. Ngon nha, xịn nha. Rồi. Cái này đúng không? Cái này của này đúng không? Ờ chắc vậy. Đó, rồi. Bao tay màu đỏ. Rồi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Chí, cảm ơn Sơn 2K, cảm ơn Minh Baker đã tạo một cái buổi offline cho anh em rồi giao lưu văn hóa văn nghệ ở đây. Và những dòng cua đồ đó cho anh em mình chưa có nghiệm thì mình có giao lưu chưa giao cấu, mình sẽ phải đi giao cấu. Giao cấu nữa, giao cấu là buổi tối sẽ có chương trình riêng tăng ba đó. Thì nói chung là cái buổi hôm nay cũng rất là tốt để cho anh em là chưa có nghiệm á, thì mới vừa rồi cũng đã có những cái tiến bộ trong cái việc chạy cua, nói chung là an toàn hơn khi cua. Rồi mình có chia sẻ là những cái buổi tập của mình thôi. Rồi những cái buổi offline thôi chứ. Rồi quên. Nãy xém quên một giải. Rồi giờ vỗ tay cho Go Minh Si đây. Xong rồi. Rồi một giải ra, xe chạy ra đổ xăng mà lúp. Xe ai chạy xe đổ xăng bị lúp. Rồi giải này anh chơi gì đâu tim á. Chạy ra đổ xăng bị lúp. Đây giải bình dầu Rinoma. Đó rồi. Về chi buồn. Cái gì qua rồi cứ cho qua kệ. Rồi anh ở đây còn một giải nữa. Ở nhà ai có xe tay ga anh đem lộn bình xe số mà thành xe bình xe tay ga. ai bây giờ sao đây ta, bây giờ sao có thằng trai mà nhiều quá giờ sao ta hả? Bây giờ anh thấy bây giờ có mập này với lại bốn mắt kia đó, bây giờ hai đứa tủ xì đi đó, tủ xì lên đây, tủ xì đi. Giờ còn có món quà, còn món cuối cùng một lần một thôi, một lần một là ăn bình nhớt tay ga trị giá 333 ngàn. Một lần một nha, không có thiên vị nha. Rồi một hai ba rồi rồi thuộc về hy vọng là có nhiều nhà tài trợ hơn. Rồi vậy nha, rồi xong về nha, không có thiên vị ai hết. Ok bye bye mọi người. Về dưới đi em, số xui rồi, ngày mai ngay ngoài ra nha.